Huỳnh Phương mến chào tất cả quý vị và các bạn nha. Đã hẳn gà loay hoay với mấy cái bữa cơm Tết thì cũng ngán rồi. Hôm nay Huỳnh Phương làm mì quý vị. Hôm nay là mì trộn với nấm ha quý vị. Hôm nay còn đựng ít nấm nè. Mình làm món này á, ăn cũng rất là ngon và bắt đó quý vị. Rồi, giờ Huỳnh Phương mời quý vị và bếp cùng thực hiện với Huỳnh Phương nha. Mì trộn, nấm rơm, thơm ngon, hấp dẫn. Để làm cái món này á thì Quỳnh Phương có chuẩn bị đang ít nấm ha. Đó, bữa nay thì đi chợ hơi trễ, còn lượng ít nấm này thôi. Đó, nấm rơm mà mua thì cái cô này cô cũng đã rọt sẵn rồi, mình mua về mình chỉ rửa lại nữa thôi. Đó, mình kiểm tra lại ha, coi cái phần nào nó còn dính gom hay là nó còn bị hư á, thì mình cắt sơ một cái, sau đó thì mình mới đem đi để mình rửa lại cho nó sạch ha quý vị. Rồi, nấm rơm này là 250g đó quý vị. Nó mình làm được chắc khoảng 2 tô mì á. Rồi, giờ mình cho muối vô nè, rồi giấm vô để mình rửa. Nó mình ngâm đây trước đi. Nó mình ngâm cũng nhanh thôi, khoảng 5-10 phút thôi. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đem đi xả lại với nhiều lần nước lạnh á, 2-3 lần gì đó quý vị. Rồi, tiếp theo quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương vài tép tỏi. Thì tùy quý vị nào mà ăn thuần chay không sử dụng ngũ vị tăng thì mình khỏi dùng cũng được ha. Đó. Rồi tỏi thì chúng ta băm ra. Nó đập băm ra cho nó ra tinh dầu tỏi ha. Cái này thì Quỳnh Phương băm nhuyễn luôn. Đó, mà quý vị nào xem kênh Quỳnh Phương á, có yêu thích thì nhớ ấn cho Quỳnh Phương một like nha. Đó, chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Ấn vô cái chữ đăng ký, ấn vô cái chuông để khi nào mà Quỳnh Phương có video mới á, quý vị có thể dễ dàng theo dõi ha. Quỳnh Phương cảm ơn quý vị. Rồi, nấm rơm nè. Đó, Quỳnh Phương ngâm khoảng 10 phút nè quý vị. Đó, nó trắng tươi rồi. Đó, giờ Quỳnh Phương đem ra, Quỳnh Phương đi xả lại với nước rồi mình để cho nó ráo nha. Rồi tiếp theo á thì mình sẽ cắt nè. Trong lúc mình để ráo nước thì mình Phương sẽ cắt cái phần đầu của nấm rơm á, nhìn cho nó đẹp đẹp xíu thôi. Rồi cái nấm nào to quá thì mình cắt làm 2, to nữa cắt làm 3. Mà làm món này thì Quỳnh Phương thích ăn những cái nấm nhỏ nhỏ á. Lúc mua cô chủ thấy Huỳnh Phương thích ăn nấm nhỏ, cô lựa dùm luôn. Nó để chung lộn xộn á, nhưng bữa nay cô cũng khá là nhiệt tình, cô lựa dùm mình luôn. Rồi đó, Huỳnh Phương cắt một ít thôi. Nấm rơm này ăn bụp bụp rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi ướp cái phần nấm rơm này nha. Để vô cái tô đi, để cái rổ nãy giờ nó cũng ráo nước rồi, giờ mình để cái tô mình ướp gia vị. Đó, mình ướp ở đây là 1 muỗng hạt niêm chai từ nấm, tiếp theo là 1 xíu nước mắm. Đó, xíu nước mắm, sau đó là đường ha, đường thì 1 muỗng đường. Rồi bây giờ Quỳnh Phương sẽ trộn lên, trộn cái phần nấm này lên nè, trộn cho đều lên cho nó thấm gia vị ha. Rồi bây giờ mình để khoảng 5-10 phút gì đó, rồi mình mới bắt cái chảo lên, cho ít dầu vào, đợi chảo nóng nha, đợi chảo nóng, dầu nóng lên mình mới cho dầu vào. Rồi dầu nó cũng vừa nóng lên nè quý vị. Huỳnh Phương sẽ cho nấm vào. Đó, mình xào ha. Lưu ý lúc chúng ta xào nấm này là chúng ta phải xào lửa lớn ha. Mình xào nhanh trong lửa lớn để cái phần nấm nó ít bị nước đó quý vị, càng ít càng tốt. Thì mình cũng xào trong khoảng chừng 5 phút thôi quý vị, khoảng chừng 5 phút thôi. Mình xào cho cái phần nấm này nó săn lại và nó thấm gia vị nha. Nè, Huỳnh Phương thấy được rồi nè, những cái nấm nhỏ nhỏ nó săn lại nhìn ngon quá. Bây giờ mình cho ra cái gỗ, mình chỉ lấy phần nấm, mình bỏ cái phần nước nha. Rồi Huỳnh Phương đã vệ sinh xong cái chảo rồi, mình cho một muỗng bơ vào. Đây là bơ thực vật á. Rồi giờ mình chán ra ha. Có bơ thì cái món nấm của mình á, nó sẽ có cái độ béo ngon lắm quý vị. Rồi mình để cho bơ nó tan chảy ra hết luôn. Rồi tiếp theo á, mình mới cho cái phần tỏi vào nè. Cho tỏi vào mình phi, đảo sơ lên cái, cho cái phần tỏi này nó vàng, nó thơm lên. Đó, này mình cho một xíu nước mắm vào. Tiếp theo là cũng cho một xíu đường vào. À, nước mắm với đường á, thì đường hơi nhiều hơn xíu, tại vì mình thích ăn ngọt ngọt á. Thì tùy khẩu vị gia đình mình thì mình chỉnh cho nó phù hợp ha. Khi mà các bạn cho vào rồi mình đảo sơ nghiêng coi nó vừa ăn, rồi mình hãy cho nấm vào nha. Nấm mới nãy thì cũng được rồi quý vị, mình áo thêm một lớp ở ngoài thôi, nên mình cho vào nhanh, để lửa lớn, mình đảo sơ một vòng là được. Lúc này là chúng ta cũng để lửa lớn nha, để lửa lớn để mình xào cái phần nấm này luôn. Đó, đảo sơ xong rồi mình mới cho thêm cái phần ớt bột vào. Nếu ai mà thích ăn cay á thì sẽ cho thêm cái phần ớt bột vào. Còn quý vị nào không ăn cay được thì khỏi cũng được ha. Có vị cay cay thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi sau khi xào nấm xong thì mình sẽ chuẩn bị mì. Mì ở đây mình sử dụng mì gói bình thường. Đó, mình thì không có kiêng ngũ vị tăng nên mình ăn cái phần hành lá luôn. Quý vị nào không ăn hành lá thì có sử dụng giá cũng được, giá trụng cũng được. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương sẽ cho nước sôi vào, đậy nắp lại. Sau khoảng 2 đến 3 phút thì mình sẽ chắc hết cái phần nước ra để mình làm cái phần mì trộn nha. Rồi nè quý vị. Đó, mình sử dụng gói niêm luôn, khoảng 2/3 gói niêm thôi. Gói niêm để ít một xíu, các bạn để từ đầu á, ít một xíu để tránh nó bị mặn á. Nếu mà để một lượt nó mặn thì mình sẽ ăn không có ngon, nên mình cho ít ít. Thì nếu mà thấy bị nhạt thì mình cho gói niêm vô thêm. Sau đó cho một xíu tương ớt vào nè, thêm một xíu dầu hào chai vào nữa. Trộn lên nha, trộn cho nó đều lên là nhìn hấp dẫn liền. Món này mình làm không cũng đơn giản nha quý vị. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nấm mà mình xào bơ tỏi vào. Nấm rơm xào bơ tỏi vào. Sau đó cho ngò hoặc xà lách, vào. Đó, hay là giá đó thì tùy mình ha. Vậy là Quỳnh Phương đã chia sẻ xong cho quý vị cái món mì chay hay là mì trộn nấm xào bơ tỏi chay, đơn giản thơm ngon dễ làm ha. Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà.